Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn thân mến Ngày hôm nay là ngày 25 tây tháng 5 năm 2023 Và một chút cái chia sẻ tâm tình ngày hôm nay Thái Võ xin được gửi đến cho quý khán giả Việt Kiều các nơi Và nhất là những ai mà nhiều năm liền đó Mình định cư, mình sinh sống ở nước ngoài Mà mình chưa có dịp mình quay trở lại Việt Nam mình chơi Ngày hôm nay Thái Võ sẽ chia sẻ câu chuyện này Tuy nhiên thì chắc chắn là ngày xưa là ở đây là cũng có ít nhiều Ít nhiều là cũng có một số cô bác anh chị mình cũng hay đi về việt nam mình chơi mình ăn tết hoặc là mình đi về hè hay là bất cứ cái dịp nào trong năm thì đã có bao giờ quý vị đi về việt nam mình chơi thái võ đưa ra cái giả thiết ở đây nha quý vị đi về việt nam nhưng mà bản thân của quý vị mình không muốn liên hệ hay là mình không muốn tìm đến bất kể những người thân của mình không tìm đến người nào hết hoặc là cũng có thể nói là có nhiều người về nước đó quý vị mướn khách sạn ở. Và mặc dù là người thân đang ở rất là gần với cái nơi mà những quý vị đó đang lưu trú. Tuy nhiên thì cái vấn đề ở đây là vì cái lý do gì mà cái tình cảm gia đình của anh chị em ruột thịt với nhau xa cách bao nhiêu năm trời. Đáng lẽ thì cái ngày về nước đó thì phải là một cái ngày hội ngộ, hạnh ngộ với nhau. Có phải không ạ? Mà như vậy thì còn gì để nói nữa. Cái vấn đề ở đây là về ở gần sát bên vậy đó. Nhưng mà không liên hệ, không gặp Và cũng không cho biết là về luôn Ủa sao kỳ vậy Anh chị em với nhau mà Sao mà để cho ga nông nổi như vậy Sao mà lại phủ phàng đến mức như vậy à Thì tất cả Cũng đều có cái nguyên do Cũng đều có cái lý do của nó mà thôi quý vị Và thưa quý vị Thì ngày hôm nay Đây là một cái trường hợp Của một cái anh Việt Kiều này quý vị Anh ấy thì cái cách hành xử đó, cái cách hành xử đó thì cũng độc lạ quý vị, so với nhiều người khác, độc lạ so với nhiều người khác nha. Thay vì là những người khác thì khi mà về nước thì sẽ có kẻ đón người đưa, người đưa kẻ người, người đưa kẻ đón. Gia đình đoàn tụ sum vầy với nhau ha. Nhưng mà cái anh bạn này dù là người thân của ảnh đó ở trong cái trung tâm nội ô Sài Gòn. Từ cái 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 nhà của cái người thân đó, anh chị em đó cho tới cái khách sạn của ảnh chỉ cách khoảng chừng đâu đó cỡ chừng cây số à nhưng mà anh ấy vẫn không muốn tìm đến không muốn tìm đến người thân của mình cũng như là không bao giờ mà muốn cho người thân của mình biết là mình về nước và hơn thế nữa đó thì với những cái buổi tụ tập vui chơi ăn nhậu của ảnh ở trong cái quá trình mà ảnh ở việt nam đó thì vẫn diễn ra sôi nổi đều đặn bình thường trong hai tuần liền ở sài gòn ở gần ở lân quanh cái khu vực mà người thân của ảnh đang sống đó và cứ như vậy, chắc chắn là trong cuộc sống này thì cũng có nhiều người người ta cũng bàn tán xôn xao lời ra tiếng vào lắm. Cũng có nhiều người biết anh về quý vị, trừ gia đình thôi. Cũng có nhiều người khác ở xung quanh đó biết anh về. Mấy đồn thổi đến tai của những gia đình của anh đó. Thì gia đình khi mà hay tin là ờ anh của mình về mà không có liên lạc cho mình. Thì để coi co, cái thái độ hành xử của những người này ra sao và cái nguyên nhân gì mà khiến cho cái mối quan hệ của cái gia đình của anh này nè trở nên rạn nứt dẫn đến một cái kết cục là muốn đoàn tụ với nhau nhưng mà không đoàn tụ được. Thì mời cô bác anh chị chúng ta mình có thể mình cùng nghe sơ qua cái bài này và sau đó thì quý vị có thể cho biết thêm một cái nhận định cũng như là một cái ý kiến nào đó nha quý vị nha. Và thưa với bạn Thái Võ, thưa với quý vị khán giả đang xem kênh. Tôi thì tôi về nước Hàng năm đó, tôi về nước thường xuyên, trong cứ mỗi dịp mà Tết đến hàng năm là cứ còn trước Tết khoảng 5 ngày là tôi sẽ sắp xếp và tôi có cái dự định là tôi sẽ bay về nước trùng với cái dịp ngay cái ngày 25 Tết âm lịch đó. Và do là tôi thích cái không khí mà trước Tết hơn là cái không khí sau Tết, cho nên là tôi về ở Sài Gòn. Và những cái ngày này thì phải nói là ở Sài Gòn thì mới thật sự là có giá trị và mới thật sự là vui đối với tôi và như tôi đã nói là cái câu chuyện của tôi đó thì trước đây trước đây nha lúc mà tôi vẫn còn những gia đình người thân của mình ở Việt Nam thì cái ngày mà 25, 26, 27, 28 Tết cho tới giao thừa thì đó là những cái ngày mà phải nói là cực kỳ giá trị đối với tôi. Tết âm lịch hàng năm thì cái chuyến bay mà chở những người con xa xứ từ Mỹ đi về Việt Nam đó và đối với tôi là tôi về từ San Francisco của Hoa Kỳ hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất trong cái nỗi hăng hoan chào đón khá là nhiệt liệt từ những người thân, bạn bè và trong đó có gia đình của tôi nữa. Và đó là một cái câu chuyện hoàn toàn là một cái câu chuyện của quá khứ, của trước đây. Tôi đã từng có gia đình, tôi đã từng có bạn bè và tôi đã từng có người thân giống hết thảy tất cả những ai, những cô bác anh chị Việt Kiều xa quê, tôi đều có những người thân như các vị đây. Hầu như là tất cả dòng họ nội ngoại hai bên lúc nào cũng chào đón tôi trở về. Cũng như là sau khi mà tôi trở về nước thì những cái buổi tụ tập ăn uống vui chơi khá là hoành tráng. Trong mỗi cái lần mà tôi về nước đó thì xin lỗi là người mà phải chịu những cái chi phí đó, bắt đầu là tôi nói tới cái chuyện chi phí nè. Đồng ý là người ta sẽ tổ chức những cái buổi tụ tập đó, nhưng mà người mà chịu cái chi phí đó thì hoàn toàn là tôi. Khoảng tầm 1 2 3 năm đầu đó thì như tôi thì vẫn chưa có hoàn toàn tôi hiểu ra được cái vấn đề đó và tôi cũng chưa có nghĩ gì nhiều cho lắm. Chưa kể đến là có những cái phần quà cáp tôi mang về nước cho người thân của mình thì phải nói là ôi thôi, ai cũng có phần. Mà như thế này nè, tổng cộng hết tất cả những lần về nước đó thì tôi đã sang chảnh như vậy trong tổng cộng là từ 5 cho đến 6 lần. Nhưng mà cái gì đó thì nó cũng có cái nguyên nhân và suy ra các kết quả của nó. Mà tôi nói thiệt nha, tôi không phải là một cái người mà thích nổ hay là thích nói hoa mỹ cho cái cuộc sống ở nơi xứ người để mà đổi lại cái danh tiếng Việt Kiều cho bản thân tôi. Và tôi cũng chưa có bao giờ mà tôi nói ra bất kể cái điều gì về cái chữ Việt Kiều hết. Nhưng mà tôi không hiểu làm sao mà cứ đinh ninh, họ cứ cho là tôi là như vậy như vậy nè, tôi là ông này, bà nọ, tôi là như thế này, như thế kia ở nước ngoài. Mà tôi không hiểu nữa. Nhiều khi tôi không phải nói chứ Những người đó đó Nhiều khi họ còn hiểu cái cuộc sống ở nước ngoài còn hơn tôi nữa Họ tự theo và dạ, họ tự nói ra này Họ tự nói ra kia Mà tôi ngồi tôi chỉ nghe thôi Vì tôi biết là họ nói sai bét chân Nói đâu đúng gì đâu Mà tôi cũng chẳng biết là ai đã vẽ ra cái bức tranh này Để cho mà họ tưởng tượng ra như vậy nữa Nhưng mà tôi cũng chẳng muốn giải thích làm gì Thôi thì tôi cứ nghe đi Mà nhiều khi mình nói thì chắc gì người ta tin nữa Nhiều khi người ta cho mình nói xạo rồi lúc đó thì lời qua tiếng lại với nhau mất công mít lòng chứ làm cái gì. Và như tôi đã nói đó là những năm đầu về nước đó tôi chưa có hiểu ra cái vấn đề hoàn toàn đó. Vì là tình cảm gia đình thì lâu ngày mình không gặp thì mình cũng nhớ nhớ thương thương. Cho đến khi mà gặp rồi thì tôi mới thấy là sao mà nó thấy nó kiểu như nó giả giả, nó thật thật làm sao, vậy thật thật giả giả làm sao á. Và thế là cái ngày vui thì nó cũng nhanh chóng, chóng qua Lúc này thì tôi hết tiền. Và rồi thì tôi lại tiếp tục, tôi lao vào cái vòng xoáy của cuộc đời. Tôi lên máy bay, tôi trở về Mỹ với nhiều cái cảm xúc buồn vui nó lẫn lộn, lộn xộn hết. Cho đến năm 2018 quý vị. Đó là cái năm mà tôi quyết định sau cái lần trở về lần này thì đối với những lần về nước tiếp theo đó thì tôi sẽ không bao giờ tôi liên hệ cho ai nữa hết. Bất kỳ, không liên hệ cho bất kỳ ai trong gia đình của tôi nữa và tôi cũng xem như là cuộc đời của mình kể từ đây là chẳng có gia đình nào ở Việt Nam của mình nữa hết. Và chắc là quý vị, những vị ở đây thì cũng đang thắc mắc là tại sao mà cái kết cục nó lại xảy ra như vậy đúng không ạ? Dạ vâng. Thưa quý vị, cũng giống như là cứ dịp hàng năm tôi lại về nước. Nhưng mà bất ngờ như thế này, vào năm 2017 đó thì tôi có quen với một người phụ nữ ở Việt Nam nói nào ngay thì đó cũng là bà xã của tôi hiện tại nè đang bây giờ nè đang định cư tại Mỹ tại San Francisco tại Cali cùng với tôi đó và tôi với bà xã của tôi quen nhau cũng được một năm cho đến năm 2018 thì tôi mới đi về Việt Nam để mà tôi gặp bà xã quen được năm thì sau đó cho đến năm 2018 tôi đi về Việt Nam và tôi gặp bà xã của tôi lần đầu tiên lúc này thì tôi có đưa bà xã đi về để mà ra mắt với gia đình nội ngoại của tôi đó, hai bên. Và cái khoảng thời gian ngắn ngủi ở Việt Nam trong cái lần trở về nước lần này. Thì mặc dù là nói là nó ngắn nhưng mà nó không phải ngắn quý vị. Nó cũng dài, tầm khoảng 3 tháng. Có nghĩa là dài hơn những cái lần mà tôi về nước trước đó, đó Những lần trước thì về đâu đó khoảng tháng, tháng rưỡi thôi. Bây giờ thì về 3 tháng. Tại vì mình có niềm vui mà. Mình về mình gặp bà xã mà, gặp người yêu của mình mà. Và sau cái khoảng thời gian 3 tháng tại Việt Nam, thì lúc này bất ngờ là có một cái tin vui, đó là bà xã của tôi đã có thai, con của tôi có thai trước hôn nhân quý vị. Tuy nhiên thì đó cũng là lúc mà cái thời điểm này thì mới là một cái thời điểm mà thật sự là tương đối là nó bắt đầu nó khó khăn với tôi. Và do là bà xã có thai trước hôn nhân, cho nên là tôi phải cần có một cái số tiền để mà tôi chuẩn bị, tôi lo mà tôi tổ chức hôn lễ đó. Cũng như là tôi cũng cần có một cái số tiền để khi mà tôi đi về Mỹ, tôi để lại cho bà xã tôi một ít để mà dưỡng thai. Và lúc này thì bất ngờ cái sự việc nó nó xảy đến. Tôi không có biết là bây giờ phải mượn tiền của ai. Tại vì mình thì mình không có chuẩn bị tiền trước đó. Chỉ mà chuẩn bị tiền để đi về Việt Nam thôi. Bất ngờ là bây giờ tự nhiên là mình phải cần có một cái số tiền để mà mình giải quyết vấn đề nè. Lúc này thì tôi mới có ngỏ ý là tôi mượn tiền của cái thằng em của tôi thằng em thứ tư ở Việt Nam á. Vì là cái hoàn cảnh của nó thì nói chung là nó cũng khá chủ cả mà, làm chủ mà, của một cái cơ sở kinh doanh ở Sài Gòn. Khi đó thì tôi mới mượn nó một cái số tiền. Số tiền này thật sự nó cũng không quá lớn đâu. Mà nhỏ thì nó cũng không nhỏ. Tầm khoảng 30 triệu quý vị. Và tôi mới điện thoại cho nó, tôi gọi phone cho nó. Thì nó mới nói là anh cứ đi qua nhà gặp vợ em á, vợ em đưa cho anh vậy thôi và cho đến khi mà tôi sang nhà tôi gặp vợ của nó tức là em dâu của tôi đó thì em dâu mới nói là ảnh bây giờ anh đi công tác em á thì em không có quyền em quyết định có gì thì anh đợi anh về đi rồi anh đưa cho anh thì lúc này thì tôi mới nói với em dâu là chứ anh có nói với thằng tư rồi thằng tư kêu anh qua đây gặp em để mà lấy á thì lúc này thì em dâu mới nói là chìa khóa đó ảnh đem đi rồi không có để ở nhà cho nên là em không có mở để mà em lấy được Có gì thì bây giờ chỉ có nước là anh đợi anh về thôi Và thưa quý vị thì do là thật sự là lúc này tôi cũng chưa có thật sự tôi cần gấp cái số tiền này lắm Cho nên là tôi cũng đợi cho thằng Tư nó về Để mà có gì tôi gặp nó tôi lấy tiền hơn Và mãi một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, bốn ngày, năm ngày Suốt như vậy tôi không thấy nó liên hệ cho tôi hay là Tôi cũng chẳng thấy cái bất kể cái thông tin gì mà về cái số tiền mà nó cho tôi mượn hết. Cái bắt đầu tôi mới điện thoại cho nó tiếp Tôi nói chứ à, bây giờ á Anh qua nhà anh gặp vợ em Mà vợ em nói là chìa khóa em đem theo rồi Không có lấy tiền được Chừng nào em về để cho anh biết Để anh qua anh gặp em anh lấy tiền Tại vì anh đang có công chuyện gấp Thì mới bất ngờ là thưa quý vị như thế này Tôi không ngờ là nó trả lời với tôi như thế này nè quý vị Bây giờ em nói thiệt với anh ba như thế này nè Tiền đó Thì trước đó thì em có hứa cho anh là mượn 30 triệu thiệt nhưng mà bây giờ em cần phải có tiền để mà em đang thực hiện một cái dự án, một cái công việc của em. Bây giờ em không thể nào mà em cho anh ba mượn ba chục được hết. Thôi thì bây giờ như vậy. Nếu mà được á, anh ba qua gặp vợ em, đưa cho anh mượn 2 triệu. Anh qua anh gặp vợ em là anh có tiền liền, 2 triệu. Và thưa quý vị, tôi biết là chắc chắn là sẽ có cái vấn đề gì ở đây. Vì nó là chủ doanh nghiệp mà, 30 triệu không có đáng là cái gì hết. Nhưng mà tôi nghĩ là đã có một cái vấn đề gì ở đây. Mà thật sự là tôi cũng không ngờ mà tôi cũng sốc nữa. Anh em ở trong nhà chưa có bao giờ mà tôi mượn tiền nó hết. Mà cái số tiền 30 triệu thì nó không có đáng bao nhiêu với tôi, tôi nói thật luôn. Anh em thì chưa có bao giờ mà tôi tính toán với nó. Cũng chưa có bao giờ mà tôi chưa có khi nào mà tôi mượn tiền nó hết. Trước đó tôi về đây, tôi chơi với nó hết mình quá mà. Thậm chí là trước đó đó nó muốn đi cái nhà hàng nào sang trọng thì tôi cũng dẫn nó đi rồi á tôi cũng trả tiền cho mỗi cái bữa tiệc tùng của nó bạn bè của nó kéo tới thì tôi cũng bao lo bao thầu luôn vì là tôi nghĩ đơn giản mình là anh của nó mình về nước lâu lâu mình về em nó thích chơi kiểu gì cho nó chơi kiểu đó mà nhiều khi không phải nói chứ nhiều lần mà đi vô nhà hàng đó nó kêu đồ ăn nó kêu bạn bè của nó kéo tới bia bọt cả chục kết Tôi trả hết Cái quá đơn có khi 30 triệu, 40 triệu là một cái điều bình thường Ăn thì toàn là những cái món ăn sang chảnh tôm cua không Còn vợ của nó đó Em dâu của tôi đó Mỗi lần mà về nước thì thôi kêu réo anh ba Dầu thơm loại này, dầu thơm loại kia Mua sô-cô-la loại này Mua chocolate loại kia Đủ thứ Tôi chiều lòng hết Vậy mà bây giờ ít ra đó Cái tình cảm của thằng em dành cho ông anh của mình nó chỉ có đám giá 2 triệu đồng thôi. 2 triệu đồng thôi sao? Chưa tới 100 đô la quý vị. Thì thôi được rồi. Các em hãy giữ lấy cái số tiền đó để mà các em tiếp tục làm ăn các công việc của mình đi. Lúc này thì thưa quý vị, tôi mới say qua tôi mượn tiền cái thằng em cũng là em ruột của tôi thứ bảy. Nhưng mà trong lòng của tôi lúc đó thì sao mà nó đầy thử thách lắm. Quả thật là nó cam go khi mà tôi điện thoại cho thằng Bảy Và tôi biết là thế nào Mà tôi cũng đặt cược thôi chứ sao biết được 50-50 Và đúng là tôi điện cho thằng Bảy Thằng Bảy nó cúp máy luôn Nó không nghe phone của tôi Thì thôi thì tôi cũng biết được cái vấn đề rồi Thôi không có mặt dày mà đi mượn tiền ai nữa đâu Anh em của nó thì chắc cũng xin uh, nhan cho nhau hết rồi Và thưa giúp quý vị là cũng thật là may mắn cho tôi đúng là may mắn cho tôi trong cái hoàn cảnh này khi mà một cái gia đình một người quen ở bên gia đình của bên vợ của tôi đó lúc này thì sau khi mà biết được cái chuyện anh em của tôi đối xử với tôi như vậy đó thì gia đình của một người quen ở bên vợ đã đứng ra để mà cho tôi mượn cái số tiền đó không có một chút đắn đo nào cả và tôi nhớ mãi cái câu nói của người vợ của tôi lúc đó khi này bà xã tương lai của tôi đó Bà xã tôi nói chứ Anh em ha Ăn chơi ha Anh em đùm bọc lẫn nhau mà sống ha Lúc quy hoàng đó Thì anh em Sống chết có nhau Bây giờ thì đó Anh em đó Ai chết mặt bay Ai chết mặt ai chứ Và thôi tôi thấy rồi Cái giá Việt Kiều của ông thì thôi chỉ có đáng giá 2 triệu thôi Mà người ơn của ông đó Cho ông mượn tiền đó thì lại là người dân nước lã ở bên ngoài không có bà con thân thích gì với ông hết mà người ta không đắn đo gì hết người ta cho ông mượn thì thôi thì được rồi từ nay thì ông biết ông cần phải làm gì rồi đó và thưa quý vị cho đến ngày hôm nay khi mà chúng tôi gia đình chúng tôi đã yên bề gia thất tại mỹ con cái của tôi thì cũng ngày một lớn lên cứ mỗi lần mà tôi nhìn thấy con hay là tôi nhìn thấy vợ của tôi đi làm cực khổ về nhà đó thì tôi lại nhớ đến ngày xưa. Tôi nhớ đến những cái thằng em của mình, nó bạc tình, nó bạc nghĩa với mình. Mà nếu mà không nhờ cái số tiền của một người quen ở bên vợ đó cho tôi mượn khi đó thì chắc gì con tôi nó có tiền để mà lúc mà có thai đó cho tiền vợ tôi dưỡng bầu đó tôi mượn để cho vợ tôi dưỡng bầu đó. Thì chắc gì bây giờ ngày hôm nay con của tôi nó lớn khôn được như thế này. Tôi phải nói là tôi biết ơn cái số tiền đó lắm. Và ngược lại đó Đối với những cái thằng em của tôi Tôi cũng thật sự tôi rất là hận Hận những cái thằng em ruột của mình Cho nên là những lần trở về nước sau này Tôi không có bao giờ tôi liên lạc cho bất kỳ một ai Là như vậy đó Thay vào đó thì những người mà có lẽ là tôi cảm nhận được Cái sự trân trọng của họ đối với tôi Của tôi đối với họ Những người mà gia đình ở bên vợ của tôi đó hàng năm thì cứ vợ chồng tôi về Tôi cũng không có làm gì gùm ben lên cũng không có cho ai biết và cũng không phải hô hào. Vì tôi sợ là một ngày nào đó cái kết cục cũng như là cái diễn biến này nó sẽ trở lại một lần nữa. Và từ đó thì tôi đã rút kinh nghiệm trong những cái lần về nước lần sau, âm thầm tôi gặp nhau, tôi gặp mặt những người bà con bên vợ của tôi trong một cái sự giản đơn, một cái sự tôn trọng lẫn nhau thôi. Người nào được thì mình chơi, còn người nào không được thì mình bỏ qua một bên, chỉ thế thôi. Và tôi muốn nói thêm một cái điều này, Đối với những cái thằng em của tôi đó Tôi không biết là Những người nào đã đồn thổi Mà tụi nó biết tôi về nước Mấy năm nay Mà không có liên lạc nhắn gửi cho tụi nó Thì tụi nó mới Nhắn gửi người này người kia Mời tôi đến nhà của tụi nó chơi Nhưng mà thôi Tôi biết những gì mà những cái thằng em của mình nó đối xử với mình như thế nào. Và tôi cũng có nhắn một cái câu này cho cái người mà nhắn gửi từ nó cho tôi đó, tôi nhắn ngược lại cho người đó nói với nó tôi nói như thế này, tôi nói ở đời á có qua thì cũng phải có lại với nhau thì nó mới tội lòng nhau. Một người anh đã sống quá là chọn tình chọn nghĩa với những người em của mình, mà giờ đây thì cái thứ quan trọng nhất của anh hiện nay là gia đình bé nhỏ của anh thôi. Ngoài ra những người khác không liên can gì tới. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có thể đây là một cái câu chuyện có thật. Thái Võ muốn chia sẻ cho cô bác anh chị chúng ta. Mình có thể mình nghe, mình nằm, mình chiêm nghiệm đi. Rồi mình sẽ thấy ra được một cái chân lý nha quý vị nha. Và đương nhiên là Thái Võ lúc nào cũng nhấn mạnh một câu. Không phải trong cuộc sống này, gia đình nào cũng đối xử với người thân của mình như vậy. Mỗi người sẽ là mỗi cảnh khác nhau, mỗi gia đình sẽ là mỗi hoàn cảnh khác nhau. Không ai giống ai có những gia đình ở Việt Nam rất thương thân nhân Việt Kiều của mình. Thái Võ công nhận cái điều đó. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ đó chiếm không nhiều đâu Quý vị có đồng ý như vậy không ạ? Và nếu như mà quý vị nhận thấy video ngày hôm nay là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh. Cần thiết như thường lệ đó, quý vị có thể share cái thông tin này, share cái câu chuyện này, chia sẻ rộng rãi cho nhiều người có thể được nghe, được biết nha quý vị nha. Và cuối cùng thì không biết nói gì hơn. Thái Võ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp.